Tiếng Anh, một trong 6 ngôn ngữ quốc tế, cũng là ngôn ngữ phổ biến nhất toàn cầu. Với hàng loạt thế mạnh ứng dụng trong mọi lĩnh vực đã và đang tạo nên xu thế trong giáo dục tại Việt Nam, nhờ có tiếng Anh mà các trung tâm ngoại ngữ được dịp bùng phát như nấm sau mưa. Bởi thiên hạ đổ xô đi học nhiều không kể, thậm chí là chỉ để cho oai. Vậy nhưng, dường như thời đại hoàng kim của tiếng Anh sẽ không còn lâu dài nữa. Bởi song song bên cạnh đó, có những trung tâm ngoại ngữ khác đang kiếm được tiền nhờ dạy thứ tiếng còn gần gũi tiếng Việt hơn cả tiếng Anh, đó là tiếng Trung Quốc. Tại sao cán cân ngôn ngữ được học bởi người Việt Nam lại đang có khả năng nghiêng về phía tiếng Trung Quốc nhiều hơn bất cứ tiếng nào khác? Có nên học tiếng Trung như là một ngôn ngữ thứ ba, thậm chí là thứ hai thay cho tiếng Anh? Hãy cùng Spy Room tìm hiểu câu trả lời qua bài viết Tại sao bạn nên chọn tiếng Trung là ngôn ngữ thứ ba của mình hoặc là ngôn ngữ thứ hai, của tác giả Cấn Xuân Nam nhé. Bạn đã bao giờ tưởng tượng về một cuộc đời mà bản thân mình mong muốn chưa? Nếu đang muộn phiền bởi những suy nghĩ trên, thì cuốn sách này có thể sẽ giúp bạn giải đáp được phần nào. Chìm đắm vào những suy tư và chiêm nghiệm cuộc đời với Thư từ xứ con người ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhé. Xin lưu ý, nếu như bạn không quan tâm hoặc đang có vấn đề liên quan tới bài xích các chính sách của chính phủ Trung Quốc, thì có thể tự động bỏ qua bài viết này để tiết kiệm thời gian và tôn trọng thời gian của bạn. Còn không thì, hãy cùng bắt đầu video ngay thôi nào! Tại sao xu thế tiếp theo lại là ngôn ngữ Trung Quốc? Gần đây Trung Quốc đang ngày càng khẳng định mình bằng vị thế của một siêu cường hàng đầu đối với các quốc gia sừng sỏ trên thế giới. Trung Quốc được dự báo sẽ vượt Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030. Và trong tương lai, khó có quốc gia nào có thể tự tin cạnh tranh vị trí số 1 thế giới đó cùng với Trung Quốc được nữa. Tới đây, người Trung Quốc có thể còn đáp xuống định cư ở trên sao Hỏa trước cả người Mỹ nếu họ muốn quyết tâm làm điều đó. Và TikTok, mạng xã hội đến từ Trung Quốc có sức bành trướng lớn nhất hiện nay, sẽ truyền thông mục đích đó của họ cho cả thế giới. Bởi vậy, bạn nên học tiếng Trung càng sớm càng tốt, mà không phải chỉ mình bạn, mình người Việt Nam nên học. Những người Mỹ, người Anh, người Pháp, người Nga cũng đều đang đổ xô đi học tiếng Trung. Học tiếng Trung đã trở thành một nhu cầu toàn cầu. Năm 2022, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc, ông Tian Xuanjun cho biết hơn 70 quốc gia trên thế giới gồm có Anh, Nga, Nam Phi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia đã chính thức đưa tiếng Trung vào hệ thống giáo dục của quốc gia. Đến nay, hơn 4.000 trường học trên toàn thế giới đã đưa các khóa tiếng Trung vào trong chương trình giảng dạy của mình. Ước tính, có 25 triệu người đang học tiếng Trung và hơn 200 triệu người đã học tiếng Trung ở trên toàn cầu. Các khóa học tiếng Trung cũng được đưa vào giảng dạy tại 2.300 trường đại học của hơn 100 quốc gia. Một cuộc khảo sát năm 2017 do Hội đồng Giáo dục Quốc tế Mỹ thực hiện cho thấy hơn 10,6 triệu học sinh Mỹ, từ mẫu giáo cho đến lớp 12, đang học một ngoại ngữ, chiếm khoảng 20% số trẻ em đi học ở Mỹ. Ước tính ở Mỹ có hơn 500 trường trung học đã đưa các khóa học ngôn ngữ và văn hóa tiếng Trung vào giảng dạy. Còn tại các trường đại học ở Hà Nội, bạn sẽ tìm thấy ít nhất một quyển sách hướng dẫn cách học tiếng Trung ở trên giá sách. Sản phẩm văn hóa tiếng Anh đang dần phải quen với việc cạnh tranh với các sản phẩm văn hóa của các nước Á Đông như là Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc. Xu thế hiện nay, tuy văn hóa đại chúng ở từng quốc gia có sự khác biệt trong cách nhận diện, nhưng thời xưa Hàn Quốc và Nhật Bản đều ít nhiều có chịu tác động văn hóa từ Trung Hoa là điều không thể phủ nhận. Nền văn hóa Trung Quốc với sự trù phú kỳ vĩ ở vô số lĩnh vực cùng bề dày niên đại hàng thiên niên kỷ, rõ ràng không có nền văn hóa nào có thể so sánh được cùng tầm vóc như thế. Trong thời hiện đại ngày nay, văn hóa Trung Quốc trải dài khắp thế giới, được lan truyền mạnh mẽ bởi các cộng đồng Hoa Kiều rất lớn, sinh sống tập trung ở các đô thị đông đúc của nhiều quốc gia. 60 triệu người, tương đương với dân số quốc gia đông dân thứ 25 trên thế giới, và họ sở hữu số tài sản tương đương quốc gia đứng ở vị trí thứ 8. Biết được ngôn ngữ của một nền văn hóa vĩ đại như vậy là cơ hội để bạn khai thác, lĩnh hội tinh hoa giá trị của một dân tộc kiêu hùng bậc nhất trên thế giới. Và nếu muốn tiếp cận văn hóa Nhật Hàn, bạn hoàn toàn có thể học nhanh chữ Kanji của Nhật Bản hoặc là chữ Hancha của Hàn Quốc để dễ dàng thông qua tiếng Hán. Kể từ khi cải cách mở cửa và gia nhập WTO, Trung Quốc vươn mình trở thành một thế lực trỗi dậy mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng 10,4% kể từ năm 1990 cho tới năm 2010. Trung Quốc là công xưởng của thế giới, đóng vai trò không thể thiếu trong chuỗi sản xuất toàn cầu. Thử hỏi,
Nếu như các gã khổng lồ Mỹ như là Tesla, Apple, Boeing không đặt nhà máy của mình tại Trung Quốc, liệu họ có thể tiết giảm chi phí cạnh tranh và tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất với giá cả rẻ nhất hay là không? Ông Biden không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, nhưng gián tiếp thừa nhận nước Mỹ thua hoàn toàn trước Trung Quốc trong chiến tranh thương mại dưới thời Donald Trump. Ngoài ra, Trung Quốc chiếm 15% sản xuất toàn cầu, còn là nơi tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất như là tàu điện siêu tốc, thanh toán trực tuyến, viễn thông 5G, ô tô điện. Không còn hình ảnh của một nền kinh tế đạo nhái, chuyên sao chép sản phẩm và thiết kế của các thương hiệu phương Tây. Trung Quốc đã sở hữu những công ty khổng lồ với giá trị vốn hóa thuộc hàng khủng như là ByteDance, Baidu, Alibaba. Trung Quốc thực sự là tương lai mới của thế giới mới mà bạn nên khám phá và tìm hiểu, bắt đầu bằng việc học ngôn ngữ Trung. Ngoài việc mở mang tầm mắt, bạn còn có thể nâng cao trình độ và vốn kiến thức khi tiếp xúc với văn hóa làm việc tại đất nước văn minh này. Có nên học tiếng Trung khi mà tiếng Việt ngày nay đang cần phải loại bỏ chữ Hán Việt? Tôi đã đọc bài viết nói rằng, ngày nay, tiếng Việt dần mất đi bản sắc của chính nó vì du nhập quá nhiều tiếng Hán của Trung Quốc. Tác giả kêu gọi không chỉ là sự cấp thiết mà còn phải hành động nhanh để người Việt không quên đi ngôn ngữ mẹ đẻ cội nguồn của mình. Tôi nghĩ rằng khi bạn sử dụng tiếng Việt, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy tiếng Việt rất tiện dụng, không quá cầu kỳ khi phải dùng từ và sắp xếp câu vốn mất rất nhiều thời gian như khi học các tiếng khác. Tiếng Anh số ít hay số nhiều đều phải chia ngôi động từ is, are, trong khi tiếng Việt hoàn toàn không cần phải thêm trợ động từ trung gian mà có thể nói thẳng hoàn toàn rõ ràng theo đúng ý của mình. Sự tiện lợi này bắt nguồn cũng từ tiếng Trung. Tiếng Trung vốn rất đơn giản về ngữ pháp. Nếu bạn thông minh, bạn có thể đọc và sử dụng tốt thứ ngữ pháp của tiếng Trung chỉ trong một ngày là đủ. Tiếng Việt, theo hoàn cảnh lịch sử đặc biệt của đất nước ta, có sự ra đời gắn bó song hành cùng với cả tiếng Hán khá lâu và phong phú vô kể về số lượng từ vựng. Ngày nay, vẫn có tới 40% chữ tiếng Việt là chữ Hán Việt. Một số từ vô cùng thông dụng, không có từ nào đủ để thay thế nghĩa hoàn chỉnh, ví dụ như là nhân và từ người chẳng hạn. Những ý kiến cho rằng nên bỏ chữ Hán Việt là hoàn toàn không hề tôn trọng tiếng Việt một chút nào, chứ chưa nói tới vấn đề liên quan tới chính trị. Chữ Hán du nhập vào nước ta không đồng hóa tiếng nói nước ta, mà ngược lại, tiếng nói chúng ta đã đồng hóa chữ Hán thành một phần của bản sắc của chúng ta. Thay vì học tiếng Trung thì học tiếng Tây Ban Nha có được không? Sau tiếng Anh, Tây Ban Nha cũng là một trong 6 ngôn ngữ quốc tế. Tiếng Tây Ban Nha là một thứ tiếng phổ biến với 500 triệu người dùng ở đa phần các quốc gia châu Mỹ Latin. Nếu văn hóa các nước tiếng Tây Ban Nha đa dạng và cực kỳ phong phú, nếu bạn muốn làm chủ nó, bạn có thể học nó chỉ trong vài tuần để giao tiếp với người bản địa, vì ngôn ngữ này cũng cực kỳ dễ dùng nếu bạn đã biết về tiếng Anh. Vậy nhưng với cộng đồng gần 2 tỷ người dùng, cùng sự phát triển đồ sộ về kinh tế và văn hóa cho tới hiện tại của Trung Quốc, tiếng Trung rõ ràng là cái sự lựa chọn sáng suốt hơn phải không? Chưa kể, thông qua học chữ Hán, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu về các văn bản gốc, bút tích văn thơ của ông cha ta, vì lịch sử đồng văn dùng tiếng Hán của nước ta và nước Trung thời xa xưa. Như vậy, chắc chắn sẽ tiện lợi hơn rất nhiều để bạn càng hứng thú học tập và tìm hiểu về thứ tiếng này. Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt là một tác phẩm không hề tồi chút nào đâu. Nói tóm lại, với những thành tựu hiện tại và những gì Trung Quốc sắp đạt được ở trong tương lai, cùng với sự thật là tương lai xa khi nước ta hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, xã hội sẽ rất cần những người có thể biết và dùng được thứ ngoại ngữ cực kỳ phổ biến này, thì việc học tiếng Trung sẽ như là một ngôn ngữ thứ ba sau tiếng Anh, hoặc thậm chí là ngôn ngữ thứ hai, là vô cùng cần thiết trong sự phát triển của bản thân và hội nhập với thế giới ở trong tương lai. Đây sẽ là chìa khóa giúp bạn mở ra những cánh cửa cơ hội mới. Hy vọng qua video này, bạn sẽ có thêm lý do để bắt đầu tìm hiểu về tiếng Trung Quốc. Đừng quên là chúng mình vẫn luôn đính kèm link bài viết gốc ở dưới phần mô tả của video. Hãy ghé qua đọc trước khi thảo luận cùng với cả Spider Room nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Mong rằng sẽ gặp lại các bạn trong những video thú vị sắp tới. Mình là Pink Dot. Xin chào và hẹn gặp lại. See ya!